mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học 3D của Cường. Yo, anh em mình hôm nay sẽ phủ lên đây một lớp nữa. Đó, và cái phần kiến thức mà Cường muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay á, hình như là cũng đã có nói ở số trước rồi, đó là chúng ta sẽ vận dụng những cái brush, đúng không? Thì trước đây thì mình cũng đã có xài brush rồi, đúng không? Sử dụng những cái brush của ZBrush, hoặc là mình sẽ đưa brush từ bên ngoài vô mình sử dụng. Đấy, thì câu hỏi đặt ra đó là liệu mình có thể tạo ra cái brush cho dự án cá nhân, hoặc là ở trong sản xuất thì liệu người ta có nên tạo ra brush hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn rồi, là có. Nó sẽ giúp người ta tối ưu tiết kiệm thời gian rất là nhiều, và nó giúp chúng ta đảm bảo được cái sự có được cái sự đồng bộ. Đấy, ví dụ như là ở trong đó cái dự án có đâu đó khoảng chừng vài ba chục cái con ọc, đúng không? Các bạn nào mà đã từng xem phim Warcraft và các bạn thấy ở trong đó nó có tới hàng trăm cái con ọc. Đấy, và nó cũng có nhiều cái chung giữa những cái con ọc này chứ, đúng không? Ví dụ như là những cái phần trang phục vũ khí, ở trên những cái phần trang phục vũ khí đó thì nó còn có những cái hư hại sức mẻ, hoặc là những cái button ở trên cái phần vũ khí trang phục phụ kiện đấy. Đấy, thế thì mỗi artist, mỗi ông lại phải làm một cái riêng thì nó tốn thời gian và nó không có đồng bộ, chắc chắn nó sẽ khó để đảm bảo cái sự đồng bộ lắm. Đấy, cho nên thường là trong đó họ sẽ tạo ra một cái thư viện gồm có những cái brush và những cái bảng artist ở trong cái dự án đấy, họ hoàn toàn có thể sử dụng chung, tiết kiệm thời gian và nó có được cái sự nhất quán, cái sự đồng bộ này rất là quan trọng hơn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc đó. Em cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo ra brush. Nhưng trước đó có thể nhé, ví dụ đây này, các bạn thấy những cái dài ha, những cái phần noise, những cái pattern mà nó có ở trên cái lớp da này này. Giờ mình cũng xuống lớp da, đi. Anh dùng chưa? Rồi, ok, dùng sát lại. Trước đây thì mình mới tạo ra mấy cái đường kim mũi chỉ và cái thứ thôi. Bây giờ mình sẽ phủ lên đây một cái lớp noise này nhé. Phủ lên. Nhưng mà trước đó thì cần phải nói qua cho các bạn một số cái khái niệm liên quan tới cái brush này. Anh sẽ mượn một cái brush nào đó của họ. Đấy, sau ngày hôm nay thì anh cũng sẽ bổ sung thêm cái brush cho các bạn. Ví dụ như mấy cái này đi. Đấy, thì các bạn xem này. Mình coi như đây là phần cấu tạo của một cái brush, thì nó có những cái phần nào. Nó có ba cái phần. Đấy, cái phần đầu tiên ở đây là cái gì? Đấy, thì nó chỉ đơn giản là một cái icon hiển thị. Nó giúp cho user, nó giúp cho người xem là mình đây, mình nhìn vô thì mình biết là cái brush này nó sẽ thả ra một cái viên sỏi, viên đá gì đó, kiểu thế, đúng không? Tự nghe nó nè. Đấy, tôi muốn tăng giảm cái độ mạnh nhẹ của nó thì mình cũng tương tự như là những cái brush kia thôi, đó là mình đẩy cái intensity này lên. Đấy, theo kiểu như vậy. Nó random như thế nào, nó tự nhiên ra làm sao thì phải do các bạn thôi. Các bạn sẽ quyết định cái số lượng, cái mật độ, cái kích cỡ của nó, cái cách phân bổ của nó như thế nào đó, làm sao để cho nó tự nhiên là do mình quyết định. Rồi, chúng ta sẽ nói một chút xíu về những cái option. Các bạn nào mà đã đi tới đây rồi thì anh tin là những cái này các em đã nắm rõ rồi, phải không? Thế thì lựa chọn cái gì cho nó phù hợp với cái brush của mình cũng là do chúng ta quyết định. Giả tự nhiên bây giờ thay vì hiện tại á, nó đang là rác rác, nó phù hợp với cái brush này phải không? Giả tự nhiên anh chọn freehand thì sao? Intensity mạnh quá. Anh chọn freehand thì sao? Các bạn thấy không? Cái này nó giống như cái mối hàn thì đúng hơn, đúng không? Rõ ràng nó không có phù hợp, nó không phù hợp. Đấy, hoặc là anh sẽ chọn cái option đó là đây, như ông này chẳng hạn đi. Đó, các bạn thấy không? Trong một vài trường hợp có thể chút xíu nữa chúng ta sẽ áp dụng nó cho cái ông này nè. Chứ còn đối với lại những cái viên sỏi, viên đá như thế này thì cũng không phù hợp, đúng không? Mình gỡ mất Ctrl Z lại đi. Rồi, chưa? Không? Rồi, tiếp nè, chúng ta nói về cái alpha này. Cái alpha này là cũng là một cái quan trọng hàng đầu đây, không? Có lựa chọn có option gì đi chăng nữa, nhưng mà những cái alpha này nếu như mà nó không có đúng, giờ mà thay vì là không có muốn tạo ra đá mà muốn tạo ra những cái vết sừng, vết vẩy, vết sẹo gì đó, thì cái thằng alpha là cái quyết định này em này, phải không? Để tự nhé, từ giờ anh trả lại cái brush này nữa. Bây giờ anh sử dụng một cái brush khác. Brush khác ví dụ như là cái vết sức mẻ chảy xước, ví dụ vậy chẳng hạn này. Kéo ra em xem này, từ đâu mà có thể ra được những cái hoa văn này, là do cái ông này đây, alpha này này. Thế thì thông qua đó thì các bạn cũng hình dung ra rồi đó. Tức là nếu mà các em muốn tạo ra một cái dấu vết nào đó chảy xước, sức mẻ, vết vẫy hay là lớp sừng gì đó, thì các em cần phải tạo ra cái alpha. Còn những cái option này là nó đã có sẵn rồi,
không? Còn cái icon này thì chúng ta có thể tạo ra sau đó, tức là sau khi mà mình có cái brush rồi thì mình sẽ tạo ra cái icon cho cái brush của mình cho nó phù hợp với cái này. Nó đơn giản, tôi xin anh sẽ hướng dẫn. À, ok ha, nó hơi lâu, nó hơi mất thời gian ở cái đoạn mà tạo ra cái alpha này. Đấy, rồi chưa, ok ha. Nhưng riêng cái trường hợp mà thể hiện cái noise, những cái button ở trên này thì em hoàn toàn có thể, tức là mình không cần phải tạo ra một cái brush gì đó ghê gớm đâu. Ở trước hết là nhé, mình sẽ vay mượn để xem thử xong cái thằng ZBrush này nó cho gì cho chúng ta gì nhé. À, anh Cường sẽ vô thời nữa đang đây. À, anh sẽ rồi và anh sẽ sử dụng cái có thể anh sẽ xài cái thằng này color spray này đây, xài cái đó đấy. Nhưng mà rất tiếc là khi mà anh vẽ ra thì nó lại nhỏ cục bự quá. À, anh muốn nó nhỏ lại, có thể anh sẽ scale cho cái size cỏ nó nhỏ lại. À, nhưng vấn đề ở chỗ là cái này cũng không ổn đúng không? Cái này cũng không ổn. Cái này mà ngồi đi vẽ đi tải hết cho nó fill đầy là nó lỗi về mặt chắc chắn luôn. Cho nên là anh sẽ cần chuẩn giết lại. À, có thể anh vẫn sẽ vẫn để cái thằng color spray đó, nhưng mà anh sẽ đi tìm kiếm một cái alpha nào đấy thử xem là cái thằng ZBrush này nó cho chúng ta cái gì. Cái này em thấy không? Ở trong này cũng có nhiều cái alpha đó. Những cái alpha này ở bên dưới này là anh đưa vô. Anh đưa vô phục vụ cho cái mục đích gì đối với cái dự án này luôn này. Đó là anh sẽ tạo ra những cái nếp nhăn. Đây này em xem này, em đọc cái tựa đề ở bên dưới thì em thấy này, thấy không? Lip wrinkle này nó dành cho những cái nếp nhăn ở trên cái phần môi, phải không? Đây đây nha. Hay là những cái lỗ chân lông của các thứ này. Đây này, thấy không? Lỗ chân lông của các thứ này. Cái này cái những cái bộ này hồi xưa anh nhớ là mua ở đâu ấy. Có thể anh sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ đây. Để mình làm những cái lớp da, tất nhiên là chúng ta không đi tạo ra mấy cái này, nó mất thời gian lắm. Đấy, rồi ok. Rồi chủ yếu thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những cái brush, cái cách thức nào đó để chúng ta thể hiện cái thông tin lên trên phần trang phục là chính. Rồi, trong trường hợp này có thể anh sẽ sử dụng cái ông này hoặc là ông này. Thử nhá, để anh xài thử cái này thôi. Rồi, thử cái này thôi. Ok, bây giờ chúng ta cho cái size cỏ lớn ra. Cái em thể hiện ra. Ui, nó mạnh quá. Intensity ít thôi, this way 3. Vậy được không? Có vẻ như không, đúng không? Nhưng mà cái cách, cái tinh thần của nó thì nó cũng được được rồi đó. À, anh sẽ sử dụng cái này có vẻ hợp lý hơn này. Có vẻ hợp lý rồi đó. Những cái ông này có vẻ hợp lý này, thấy không? Bây giờ mình sẽ tinh chỉnh gì nào? Mình có thể tinh chỉnh cái size, cái kích cỡ, cái intensity. À, hoặc là nếu mà em cảm thấy nó thiếu lưới thì em tăng cái mật độ lưới lên. À, anh nghĩ nó khá phù hợp với lại cái trường hợp này, đúng không? Phải không vậy? À, có vẻ đó của nó thì nó có thể nó sẽ mạnh hơn, thì em có thể tăng cái intensity lên, đúng không? Nhưng trên thực tế nhá, cái này anh muốn bổ sung thêm, thực ra với những cái sần sùi lồi lõm trên bề mặt kiểu như vậy á, là người ta hoàn toàn có thể làm bằng texture sau này, mà sau này người ta thể hiện nó bằng texture. Yeah. Đó. Còn ở đây thực ra thì cái series này chúng ta dành cho ZBrush, nên là ở những cái trường hợp này thì thôi mình sẽ thể hiện nó ở trên cái model high res luôn. Đó. Anh sẽ tăng cái intensity này lên một xí rồi thể hiện ra. Đấy, cách này thì nhanh đúng không? Rồi ok, vậy cũng được. Phần phía sau kia thì không cần bận tâm lắm, quan tâm tới cái phần phía trước, phần phía sau không nhìn thấy em. Rồi ok, nhấn nhá gì đó thêm thắt, thậm chí sau này mình có thể điểm thúy thêm vô đó cũng được. Đấy. Đấy. Anh chợt nhận ra là ở đây này, khi mà mình vẽ lên đó, thì nó có một cái lớp chỉ ở phía bên dưới này, nó bị chìm xuống khi mình kéo lên lại. Ở cái số trước đó thì mình có một cái option, đây này, mình tạo ra cái đường chỉ này, đúng không? Nó đâu rồi? Nó có đang select cho anh không? Đấy, nó đang chọn cho anh đâu? Rồi, anh sẽ xài cái brush move, anh đẩy nó ra. Có thể bạn nào mà nếu mà các em chỉ có coi cái số này thì em đang thắc mắc là tại sao ở trên kia nó cũng có cái đường chỉ, ở dưới này cũng có đường chỉ, tại sao được thể hiện hai cái cách khác nhau. Tại vì cái thời điểm đó mà anh demo cho các bạn, đúng không? À, giới thiệu cho các bạn những cái phương án khác nhau, cho nên là hai thằng làm hai cách khác nhau. Đó.
cách nào cũng được. Thì tất nhiên sau này mình cũng không tổ chức lưới cho mấy ông này đâu, mình sẽ đi một cái model low res lướt qua luôn và nó sẽ bake map cho mình chứ không có gì cả. Thì với cái phương án này thì nó phiền, mình cần phải kéo lại này. Nhưng mà cái lợi thế của nó là cái gì? Nó không hề tác động những cái sần sần hồi nãy mà mình thả cái button ra, nó không có tác động, nó không có ảnh hưởng gì tới cái lớp chì này cả. Các em thấy không? Cái nào nó cũng có cái thuận lợi, cái ưu và nhược điểm của nó, cái nào cũng sẽ có cả. Thì tùy các bạn lựa chọn thôi. Đó, em chọn cái phương án nào thì em sẽ xác định là mình phải đánh đổi gì, có gì và mất gì. Rồi, ok, tạm thời như vậy, tương tự như vậy thì em cũng sẽ đi tìm những cái bộ phận nào mà có cái bản thân tương tự thì em thả ra ha. Thả ra cái này thì mình tiết kiệm thời gian, thì em sẽ không có để mua thêm. Hoặc nếu có nó sẽ nằm ở trong cái phần tham lắm. Đấy. Rồi, tiếp nè. Chút xíu nữa để tạo ra cái brush á, thì có thể anh sẽ demo cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo ra những cái vết sẹo như thế này, tạo ra một cái brush riêng để có thể thực hiện những cái vết sẹo, ok ha. Đấy, rồi ok, bây giờ tiếp theo là đó là tới cái button mà dành cho cái phần vải bố này, phải không? Không biết các bạn gọi sao nhưng mà anh thì anh nhớ là cái vải này gọi là vải bố, phải không? Là hồi xưa hồi nhỏ anh thường hay thấy người ta được, nó có những cái bao mà gọi là bao bố, thì cái vải của nó kiểu như thế này, kiểu như thế. Rồi bây giờ mình cũng sẽ đi làm cái ông đấy luôn. Luôn. Anh nghĩ là một cái cách như thế này. Thay vì là tạo ra cái button, thấy không? Cái button ở trên cái bề mặt vải này thì nó có một cách mà anh cũng không có xua, anh cũng không có chắc là nó có cái hiệu quả hay không. Chúng ta thử nhé, cứ nên thử. À, và để có cái phương án dự phòng, để có cái file backup á, thì anh sẽ duplicate cái ông này ra. Control Shift D, duplicate ông ra, solo ông rồi ha. À, ok ha. Trước khi mà anh sẽ triển khai á, anh sẽ chạy lại lưới của nó. Lưới của nó hiện tại là nó có lưới sắp đi bao không có ha. Mình sẽ kết hợp với lại một cái Z Renaissance Guide. Đấy. Anh vẽ nó ra. Vẽ những cái đường. Cái này thì các bạn đã sử dụng rồi. Và tại sao anh lại vẽ cái đường này? Tại vì anh muốn nhờ nó kiểu như là nó điều phối cái lưới á. Điều phối cái lưới cho nó đi, cho nó dọc thôi nè. Đi dọc Việt Nam nè. Nãy anh đang lẩm nhẩm cái bài Tàu anh qua núi. Hơi bị hay luôn. Rồi ok, thử nhé, chạy luôn. Z Remaster của tôi đây. Để tạm thời cái target poly count là 4-5 gì đấy. Ok, thử nhé, chạy luôn đi. Rồi chưa? Kem sâu cái lưới ra. Ở một số chỗ mặc dù là mình đã vẽ cái Z-Dimensor Guide ra đây rồi, nhưng mà cái flow lưới của nó cũng không có tốt lắm. Đôi khi nó bị như vậy á. Cái mình vẽ lại một đường nữa, anh vẽ lại một đường ở đúng cái vị trí đó. Anh nhờ nó chạy lại cho anh. Chạy lại giùm tôi cái đi. Đó, em thấy lưới tốt hơn chưa? Lưới tốt hơn rồi đó. Thế, rồi sau đấy. Đây này. Tại sao anh lại cho nó tổ chức lại lưới như vậy này lớp mình nhỉ? Các bạn này ha. Cái mật độ lưới thì nó không tốt lắm. Thực ra trong trường hợp mình muốn bảo vệ cho nó tốt hơn á, thì cái mật độ lưới này này, mình có thể đưa nó vào trong Maya, sau đó đưa vào trong Maya, sau đó mình sẽ phân bổ lại lưới nó. Thấy không? Hoặc là nếu như ở trong ZBrush á, thì em cũng có thể, nhưng mà nó không thuận tiện lắm. Tức là anh Cường đang có cái ý định là anh xóa bớt lưới nó đi thử nhé. Xóa bớt lưới đi, anh chọn ZModeler này. Xóa bớt lưới đi. Anh giữ Adalet, anh click vào cái lưới mà anh muốn xóa. Ví dụ như thế này. Đó, nó xóa này. Được không? Click xóa này. Cũng được ha. Cũng được, nhưng mà cái mật độ của nó thì không tốt lắm. Thì bây giờ mình chịu khó, mình sẽ phân bổ lại. Anh sẽ thêm một cái đường lưới ở đây. Mặc định là nó insert rồi em ạ. Rồi, xóa nó nè. Đó, không tệ nhỉ. Những cái chỗ này thì rất tiếc là nó hơi dồn dồn ứ. Nhưng mà thôi tạm vậy đi.
Rồi ở đây coi xóa được không. Em muốn xóa là em nhớ là em giữ Alt, giữ Alt là xóa. Rồi được không? Chắc cũng tương đối thôi chứ không còn có. Xóa, xóa, đây. Mặc định của cái thằng modeler này đó là em giữ Alt đó là nó vào cái cạnh nào đó thì nó sẽ xóa cạnh nó đi. Xóa cạnh luôn được không? Tạm tạm. Tạm tạm ha. Không, cái lưới chỗ này không được đẹp, em mặc chỗ chết lại đi. Bình thường, bình thường. Ê, chạy lại cái. Lưới dâu nguyện lắm. Anh sẽ ưu tiên xóa cái lưới dọc này trước đã. Tại vì có khả năng là cái lưới dọc này nó ở bên hông nó dễ nhìn hơn. Xóa nó này. À, giữ Alt click vào này. Xóa, xóa le, xóa, xóa, xóa. Đấy, rồi sau đó anh sẽ thêm một cái lưới ở đây. Đấy, rồi xóa cái lưới ở bên cạnh. Đấy, nó gần giống như cái loại insert F-loop ở trong Maya. Đỡ hơn không? Có đỡ hơn đấy em. Đấy, rồi ok, bây giờ anh sẽ quay xuống bên bên dưới. Nhưng cẩn thận cái lưới nào mà nếu mà nó có cái lưới nào mà nó chạy lên trên thì chúng ta né nó ra. Anh xóa ở đây. Xóa ở này luôn. Đấy, và bây giờ anh sẽ thêm vô này. Xóa ông này đi. Thêm vô này. Xóa ông này đi. Rồi, hòm hòm. Tạm ổn. Rồi, ok chưa? Ok là cái phần bên ngoài đã hơi xấu. Đành vậy. Tôi kể nó tạm thời như vậy nhé. Thử này. Còn chưa biết là nó có hiệu quả hay không nữa mà vội vã đi dành nhiều thời gian đi phân bổ nó quá. Anh hy vọng là nó sẽ buộc trong trường hợp này. Để tạm thời anh Cường sẽ tắt cái wireframe ra, tắt đi, bấm vào đây này, tắt cái polyframe tắt đi. Sau đó anh sẽ vô cái ông dynamic subdivision là ông này. Đấy, anh bấm vào dynamic. Sau đấy anh sẽ bấm vào micro polygon vừa này. Đấy, em hình dung được chưa? Nhớ là anh Cường đã demo này rồi bây giờ chưa ta? Rồi, anh sẽ chọn một cái mắt lưới nào đó. Trong trường hợp này anh nghĩ khả năng cao nó sẽ là cái mắt này hoặc là cái mắt này. Thì anh sẽ nghiêng về cái mắt này thôi. Nó đơn giản thôi, đơn giản thôi. Rồi, click vào đây. Rồi. Đấy, nó sẽ rất là nặng các bác. Đặc biệt là nếu mà nó, em muốn làm những cái phần trang phục kiểu như là chiến binh ấy mà nó có mấy cái lớp áo mà bằng xích đồ ha. Thì em sử dụng cái cách này cho khỏe. Chứ còn bây giờ mà đi, cho dù em tạo ra những cái pattern á, hoa văn nó kệ em kéo thả ra thì em làm sao có thể đảm bảo là nó liền mạch được, có phải không? Cái cách này khá hiệu quả này. Và nó tất nhiên thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái mật độ lưới của chúng ta. Đó là lý do vừa rồi anh Cường đi phân bổ lại lưới. Anh nghĩ nó ổn luôn nha, ổn luôn. Mặc dù cái lưới của nó khá là nhiều. Nè, anh apply luôn nhá. Nếu mà ok anh apply luôn, apply luôn thì các bạn sẽ thấy là nó chính thức nó sẽ chuyển sang lưới và nó lên tới bao nhiêu 7 triệu lưới dành cho cái phần này, nhiều hết. À, tất nhiên sau này chúng ta sẽ bookmark nó chứ không phải là cái này đưa vào trong dự án mà nó sẽ nặng lắm, nó sẽ rất là nặng. Đấy, cũng không tệ, sau hết ra xem thử xem sao. Đấy, cũng được, vui ha. Nó khá là nặng. Thế thì nếu như cái cấu hình máy của các em nó mạnh á, thì em cứ để nhớ nha, đây là cái model high res, còn sau này các em phải làm ra cái model low res. Và mình cũng có thể tận dụng cái model mà chúng ta đã, đây này, model này đấy. Chúng ta WK ra cái model cũ này. Chúng ta sử dụng nó là cái model low res tổ chức loại lưới. Thì nó cũng đang ôm lấy cái ống này đó. Đúng không? Sau này mình backmap nó ra. Đấy. Rồi, cũng được. Còn nếu như bây giờ anh thử nhé. Trong này này. Hiện tại em thấy nó tới 7 triệu lưới đúng không? Anh sẽ giảm nó đi bằng cách là bây giờ anh sẽ sử dụng Dynamics thử xem sao nhé. Đấy, nhưng mà anh sẽ WK cái thằng này luôn. Cần chuẩn xịt đẹp WK ra. Rồi ok. Với cái model mới WK ra, anh sẽ sử dụng Dynamics để xem coi là nó. Tại vì đó, các em biết không, nó đang như thiệt á, nó đang ở bên trong luôn. Nhưng tính ra chúng ta đâu cần nó đang ở bên trong, chỉ đâu chúng ta cần cái phần ở phía bên ngoài này. Đấy, bên ngoài, đúng không nào? Thế thì bây giờ mình sẽ Dynamics để nó hạn chế, có thể nó sẽ lock ở phần bên trong kia đi. Có thể là thử nha. Dynamics vô geometry này. Dynamics đây. Đấy, cái resolution thì anh nghĩ là nếu mà muốn giữ lại chi tiết thì nó cần phải cao.
1024 hoặc là thậm chí là 2048 á. Chắc có lẽ là anh sẽ để nó là 1024 chữ đã, chạy này. Nếu mà nó giữ được những cái thông tin ở phía bên ngoài, giảm lưới cho chúng ta quá tốt. Được không nhỉ? Cái lưới của nó bây giờ nó còn có, nó còn 3 triệu lưới cũng nhiều hả? Cũng nhiều, hồi nãy có bao nhiêu, 7 triệu lưới, tức là nó hơn gấp đôi. Và nó đang có cho chúng ta đâu đó, các em thấy nó có mấy cái dấu vết kiểu nó bệt bệt, nó bết bết, do nó có lưới cho nó bị sát quá. Nhưng anh nghĩ cái kết quả này không tệ đâu nha. Tức là đôi khi nó cũng cần phải có mấy cái kiểu bết bết, bệt bệt, phải không? Các lứa như thế. Ở trên này của người ta thì người ta làm nó cũng đâu có, anh nghĩ người ta cũng đâu có quá tập trung vào detail chi tiết quá đâu, phải không? Nhưng anh nghĩ kết quả này nó cũng ổn đấy chứ không phải không đâu nha. Đúng không? Thì với cái cách tương tự, em hoàn toàn có thể triển khai cho những cái phần giống như vậy, ví dụ như là này, này. Ở trên nó có cái phần gấp dấu, hay là cái này thì anh cảm thấy phân vân quá này. Cái này thì chắc có lẽ là người ta cần phải tạo ra một cái brush riêng được người ta cả lên trên đó. Nhưng mà cái thông tin này hay đang cân nhắc mà mình không cần thiết phải thể hiện ra không. Rồi ok, tắt là gì cả. Tạm thời mình sẽ tắt cái laser ở phía trên, cho mình xem cái tinh thần của nó trả lại cho chúng ta. Anh nghĩ cũng được, phải không? Cũng ok thôi. Rồi chưa? Rồi ok, các bạn áp dụng tương tự cho cái phần trang phục mà nó có cái chất liệu vải là vải bố ha. Rồi ok, tiếp đi tiếp này. Hiện tại cái file của chúng ta đã bắt đầu lên tới đâu đó khoảng chừng 45 triệu lưỡi. Với cái máy của anh đang demo cho các bạn thì nó hơi hơi lắm. Rồi tiếp theo anh chợt nhận ra cái chỗ này là lớp mình lớp, các bạn có để ý thấy nhưng nó còn những cái nếp nhăn ở đây không? Nếp nhăn tức là cái chất liệu ở cái phần bên trong cái phần giáp tay ấy, nó không giống như cái phần đối diện. Cái phần đối diện thì nó tương tự như là cái brush mà các em sử dụng hồi nãy, là cái thằng standard này, phải không? Để em phủ lên trên cho cái này đi, đặt nhân tiện em phủ lên đây luôn. Rồi nó thiếu lưới thì chúng ta cần trốn, để chúng ta tăng cái subdivide nó lên rồi vẽ ra thôi. Intensity cần trốn D tăng thêm một lần nữa, vậy được không? Cũng được. Còn cái phía đối diện kia thì để anh hướng dẫn cho các bạn một cách. Rồi xem thử xem nó sao. Rồi cũng được ha. Có thể chúng ta sẽ kéo nó, do là nó cũng có phình phình ra. Chúng ta có kéo sát sát lại đi cho nó chắc. Nó phình ra trong cái quá trình mà mình thả cái button này đã. Chúng ta kéo lại xem. Đấy cũng được. Rồi ok ha. Thì nhân tiện này, cái này thì nó cũng có liên quan tới cái brush, cái phần đối diện này. Phần đối diện nó cũng có liên quan tới brush, nhưng mà chỉ là nó không phải cái brush này thôi. Các em chờ một tẹp, nó hơi lắc. Đây, cái ông này này. Đó, ông đó, ông ghép dùm tới ha, ông ghép dùm tới. Giờ, ok. Thì nó cũng là brush, nhưng mà anh Cường sẽ khai thác cái brush có sẵn của thằng ZBrush. Nó gọi là hook. Dưới control anh chọn mask này. Anh mask cái phần là các bạn đoán là cái ý của anh Cường đang muốn thể hiện hay không nhé. Rồi anh mask cái phần đó lại. Rồi ok, solo nó đi. Đấy, mask kéo khéo tí ha. Sau đó thì anh sẽ sử dụng cái brush on hook. Đấy, phần này tới cho các bạn nhìn tương đối, tức là nó cũng khá là bồng bềnh nhé. Bồng bềnh anh xài cái thằng hook này, intensity thì Cường cho thấp thôi. Đấy các bạn hình dung ra chưa, hiểu ý anh Cường không? Thì chúng ta đỡ phải scrub. Đó, nó bồng bềnh kiểu nó sẽ là như vậy cũng được.
Còn lý do tại sao chúng ta mask cái phần kia thì em biết rồi, mask để cho nó cản lại chứ. Cái phần ở bên trong kia thì nó có phần giáp rồi, chủ yếu chúng ta tập trung vào cái phần phía bên ngoài này thôi. Đấy, làm cho nó bồng bềnh vừa xí. Em có thể để intensity vừa không để em dễ kiểm soát. Thử sâu ra coi. Đấy, cũng được. Nặng quá. Rồi, búa này, ẩn búa đi này. Cái phần anh nghĩ là cái phần ở phía sau á. Phần phía sau là back này. Mình cũng có thể ẩn ra đi này, xem nó nhẹ hơn không. Rồi, ok. Cái phần bottom ở bên dưới là ẩn đi đi luôn cũng được này. Đó, nó lát tốt hơn rồi đó. Rồi, quay trở lại cái ông này. Đó, đợi cái thằng này ra một tí. Nhưng chỗ này có thể anh đẩy ra chút. Rồi, ok. Thế là mình có được một cái base tương đối ổn. Đúng không nào? Này đẩy ra xích chút. Và nhớ đừng quên cái dấu ấn của trọng lực nó tác động vô, cho nên là thường nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ hơi xẻ xẻ xuống một xíu. Hơi xẻ xẻ xuống một chút. Đấy, xong chưa? Dưới control chúng ta thoát ra ngoài, control D chúng ta tăng cái sub device nó lên. Tăng sub device lên. Rồi, bây giờ mình kết hợp với lại move, mình kéo mình tinh chỉnh này cho hợp lý. Thì ban đầu anh quên mất là nó cái tính chất của nó là khác cái ông kia bên kia này khác mà. Và tất nhiên nếu mà bạn nào mà các em sử dụng cái brush hook này em làm nó chưa tốt đó, thì cũng đừng quá quan ngại. Thực ra nó đang giúp chúng ta có được cái base thôi, có được cái xuất phát điểm thôi. À, làm một phát mà ăn ngay, làm một phát mà ăn liền thì nó không hợp lý. À, nó thường sẽ không như thế đâu, cho nên là đừng có cảm thấy là mình thể hiện nó chưa ra cái mà bực dọc buồn bực. Càng ngày càng nhiều laser hơn. Rồi, ok. Thế sau khi mình đã có được cái đó rồi, em cũng có thể sử dụng thêm thằng jam standard chẳng hạn đi. Khi mà cái sợi dây này nó siết vô em, nó siết vô có thể nó sẽ hình thành những cái nếp nhằn kiểu như thế này. À, nó sắp. Siết vô. Nó có thể hình thành cái nếp gấp á. Sắp như thế. À, kiểu như thế. Rồi chưa? Mình nhấn nhá thêm cái nếp nhăn mà nó đã tạo ra sẵn cho mình á. Mình có thể nhấn nhá thêm. Nó siết như vậy thì thường là nó sẽ sắc vào cái phần nó siết, còn ra thì nó sẽ buông bớt đi. Đó, buông bớt đi. Kiểu.
làm sao mà ở cái trạng thái tĩnh như thế này mà người ta nhìn vô người ta thấy được là nó hoạt động như thế nào, nó vận hành ra làm sao. Vậy thì mới thành công em. Thành công. Rồi ok. Sâu hết mấy ông kia ra coi. Sâu body ra này. Bọt đậm được phải không? Bọt đậm sâu đó luôn. Bách khỏi sâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới cái phần chính, cái phần nội dung chính mà chúng ta, anh em mình có trao đổi ở cái phần mở đầu. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra cái group như thế nào. Thì để anh xem nào, ban đầu thì anh có cái ý định là sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo ra cái vết sẹo này, cái vết xước này. Có điều là thì do là cái group này nó đã có và anh cũng rất muốn chia sẻ cho các bạn cái bộ brush này. Em bấm kim B đi, đây, cái bộ brush này. Thì em hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm những cái vết sẹo này. Anh xem coi nó còn có cái nào nữa hay không, cái nào mà nó sẹo cái xước. Những cái vết này, dấu vết này nó tạo ra đây, nó giống như kiểu là mấy cái dây da của động vật á, phải không? Da của động vật theo anh cảm giác là như vậy, chứ nó không phải vải đâu, vải đâu, da của động vật ấy. Nhưng mà mình muốn đang muốn đề cập tới những cái dấu vết sần sùi mà nó có ở trên này này. Ok, em cũng có thể tạo ra đó. Hoặc là bây giờ mình xem thử xem là cái thằng ZBrush này nó có không, thử nhé. Cái này thì theo như anh là mình nên chọn cái option là Red Red. Rồi mình đi tìm thôi, nó có cái alpha nào giúp chúng ta làm việc đó hay không. Cái này là gì vậy? Không phải mấy cái đây, cái đây thì cũng không, không phải cái này điều là mình mà. Đây này, mấy cái này này có thể xài ha. Còn mấy cái này là anh cường đưa vào hay là nó có sẵn trong này gì vậy? Thử nhé, anh thử lấy cái thằng này. Rồi, giấy nhựa của tôi đâu? Và đây. Còn ép dùm vô cần chôn D cho nó tăng cái số bị vai, tăng lưới lên và các em kéo ra. Thế cũng được lắm, đúng không? Tăng nó lên. Nếu mà các em muốn những cái thông tin này mà nó ngược lại, các em có thể giữ analyst. Giữ analyst, được không? Theo các bạn thì nó hoặc là kết hợp, có cái thì các em làm như vậy, có cái thì em đảo ngược lại. Mình bấm phím X á, bấm phím X để cho nó đối xứng qua bên kia luôn, đỡ phải làm lại. Nhưng mà có một cái lưu ý như thế này, các bạn có nhớ cái back frame mask không? Back frame mask tức là dành cho những cái bộ phận nào á, kiểu như mà nó mỏng quá cái mình thể hiện ở bên này, cái bên kia nó cũng bị ảnh hưởng nè. Để cho nó đỡ bị ảnh hưởng thì mình sẽ bật back frame mask lên. Anh thường set cái phím tắt của nó là analyst B, còn nếu bạn nào quên thì các bạn sẽ vô your brush rồi vô auto masking rồi các bạn sẽ chọn vào cái ông này back frame mask, nó sẽ tự động mask lại cái bề mặt ở phía sau cho mình bật lên ha. Rồi hoặc là set cái phím tắt như anh đó là analyst B. Analyst B bật lên chưa ta? Bật lên rồi ha, thử kéo lại này, kéo ra. Đấy, cái này thì mình cần phải tăng cái số bị vai nữa, phía sau này, phía sau nó đỡ bị ảnh hưởng, thấy không? À, hoặc đôi khi nó cũng có bị ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ hạn chế lại cho chúng ta rất nhiều. Đấy. Rồi trong trường hợp này do anh đang làm bị theo cho nên anh sẽ cần chôn D, anh tăng lưới lên, chụp nó lên tới chịu lưỡi luôn dữ vậy. Rồi vẽ ra đi đã. Đấy. Vẽ ra mình phối kết hợp làm sao đó để mà người ta nhìn vô người ta thấy nó tự nhiên ha, tự nhiên. Cái thì em kéo lên, cái thì em kéo xuống, cái thì em phân bộ lưới, cái mật độ nó thưa thưa dày dày một tí tùy các bạn. Đấy, cũng được. Rồi mình còn làm cho nó vài cái vết rách, vết đồi cho nữa. Đấy, cái này nó giống như kiểu là một cái lớp bạc cân nó phủ lên trên đó. Thực ra anh có một cái kinh nghiệm đó là những cái bạc cân này đôi khi chúng ta không có lựa chọn được cái nào mà kiểu như là nó đúng như là ở trong thực tế như vậy á. Thì mình chỉ cố gắng mình có được cái tinh thần thôi. Và giống như anh nói là đẹp khoe xấu che mấy cái đó, nếu như mà nó không có thực sự tốt thì mình sẽ che bớt đi, mình có thể giảm bớt intensity của nó đi, không cần phải làm quá mạnh đâu.
không? Rồi chúng ta xa coi. Đấy, thì cũng được. Show nó ra coi. Thì cũng không tệ, các em hoàn toàn có thể phủ lên đây vài ba lớp chứ không nhất thiết là một lớp đâu nha. Lớp đâu. À, thêm phát từ giữa. Nó cũng hơi hơi giống như vỏ cây đó nè. Đấy. Rồi, như của cái ông này thì anh đang nhìn thấy ông có đây này, ông còn có mấy cái này đấy. À, cái rack của cái sần xù xù xì đang cứ uốn lượn phóng các kiểu ở phía bên ngoài này. Mình cũng có thể thêm vô ha, anh để mua sơ sơ cho các bạn thôi. Rồi sau đấy thì nó sẽ nằm ở trong cái mục tham lắm đó. Nhớ không, trong cái đoạn tham đó. Được. Anh chỉ cần cho ship, anh click vào cái sợi dây này. Ủa, ship F. Cái lưới của nó hiện tại các bạn thấy không? Cái polyrub của nó, màu lưới lung tung á, mình bấm Ctrl W đi cho nó làm một cái màu lưới. Nhưng bây giờ anh muốn là mỗi cái sợi dây này nó sẽ tách ra là một cái polyrub, một cái màu lưới khác nhau. Thì để giới thiệu cho các bạn là các bạn xuống đây này. Các em sẽ vô đúng cái mục là polyrub và em thử bấm vào cái thằng group binomial này coi. Bấm vô, chờ nó xíu nó chẳng gì. Đó, các em thấy không? Đó, mỗi cái object khác nhau là nó giúp chúng ta tách ra một cái màu lưới khác nhau. Thì cái lợi thế của chúng ta là gì? Chẳng tính giải tình như trong trường hợp này này. Anh Cường muốn kéo, anh muốn tinh chỉnh chỉ mỗi cái sợi dây ở giữa này còn thôi, thì anh sẽ chỉ cần chân ship, anh click vào nó. Được không? À, rồi, thì anh tinh chỉnh thôi, giải tình như là anh chọn lúc này anh kéo cái phần rắc, tích rắc gì đó. Hiểu không? À, cái này thì cái này nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của các bạn lắm đó nha. Tích rắc. Nhưng mà em cứ làm mấy cái lớn trước đi, những cái lớp trung gian rồi các thứ thì em có thể bổ sung sau. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà nếu em làm, nhiều khi em làm như vậy em cũng... Em cần có cái sự tương tác với lại những cái object kia để em tinh chỉnh cho nó dễ. Thì em giữ Ctrl em click ra ngoài là nó mask lại rồi. Sau đó em giữ Ctrl Shift em click ra ngoài để nó xuất hiện với ông kia ra. Thì từ đó em có thể em tinh chỉnh, đúng không? Phối kết hợp giữa các ông. À, để biết đường cái nào mà nó cần phải tiết chế thì mình tiết chế. Chứ còn nếu mà làm từng cái một thì nhiều khi nó cũng không hợp lý. Rồi, các em đừng quên là ở cái vị trí này này, tức là khi mà nó tác động vô thì cái phần này thường nó sẽ phình phình ra, hoặc là nó sẽ có một cái vết hầm gì đó của cái ông ở bên dưới, thì anh thường có thể sử dụng cái thằng này. À, mình trả về cái mặc định của nó cái đây. Chạm về cái mặc định của nó cái đây. Rồi, anh cấn họ một cái. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ vậy chẳng hạn. Đó, ha. Cũng có cái niềm tin về cái sự tướng tương tác, nhưng mà anh nghĩ là vừa thôi. Cái anh này anh cũng có thể hơi phình phình lên xíu thì mình hoàn toàn cũng có thể đó tác động vô này. Đôi khi thì anh sẽ sử dụng cái thằng inflat, anh bơm bơm lên cho người ta thấy cái sự tương tác. À, và ngược lại cái ông này thì chúng ta sẽ cà ấu giữ Adalet này. À, cho ông top top cái chỗ này vô một tí. Đúng không? Nó bị siết vô mà. Siết vô. Ngược lại thì cái chỗ này sẽ phình phình ra xỉ. Đó, cố gắng làm cái đó ha. Cố gắng làm. Và còn cái cách thức thì nó cứ như vậy thôi. Đó, cố gắng triển khai. Sau đó, tiếp nè. Để anh xem còn cái sợi dây nào nữa không. Chúng ta phủ cái pattern này lên tương tự luôn. Ê, cái sợi dây ở trên này. Mà nó ngộ một cái là tại sao có hai cái sợi dây tương tự mà ở trên này người ta lại đi theo cái hướng khác, các bạn có để ý không? Này nó có sần xù xù xì, nhưng ở trên đây thì nó chủ yếu là những cái vết sọc sọc ngang ngang đây, hiểu không? Sọc sọc ngang ngang. Mình chơi một option thôi. Anh sẽ quay trở lại với cái thằng stem, chọn lại cái ông này, chọn lại cái hoa văn ban nãy. Với cái alpha này thì anh Cường sẽ gửi cho các bạn ha. Thực ra anh nghĩ là cái thằng này nó sẽ phù hợp cho những cái vỏ cây hay là lớp đá gì đó chẳng hạn, nhưng mà mình kết hợp nữa. Đôi khi có những cái phần mà các bạn làm mà
còn làm ở trong cái file ZBrush, xong rồi sau là cái em bookmark ra, nó không có mặt giống như là em tưởng tượng, giống như là em thể hiện nó là chuyện bình thường thôi. Tại vì cái thằng normal map kia nó là giả, còn đây mới là những cái chi tiết mà được tạo ra bởi hình khối thiệt này em này, là cũng chuyện bình thường ha. Đó, để ý tí. Rồi, các bạn sẽ làm tương tự cho những cái sợi dây ở bên dưới. Còn có thể anh thường sẽ mix xương các bạn này, nhưng nó có những cái vết sọc sọc như vậy thì nó cũng có một cái hay, đó là nó sẽ có cái cảm giác là người ta là cái em siết nó căng em cứng lắm, thì em cũng có thể em kết hợp vô thêm được không. Đó, em xài thử cái design standard này. Đó, intensity ít thôi. Đó, kiểu như thế em có thể thêm vô là em kết hợp cái thằng Andalus nha. Andalus đó. Đó, cho nó thêm vài cái dấu vết, không cần phải song song đâu, không cần phải song song đâu. Trong sculpting này nó cũng thú vị rồi. Đôi khi là ngay cả khi mà anh demo cho các bạn, anh dạy học cho các bạn học viên đấy, từ người học cho các bạn học viên đó, thì mình nhiều khi mình cũng cái lúc mà mình ứng biến mình xử lý thì đôi khi nó cũng lòi ra cái nọ cái kia, nó cũng hay á. Các bạn trong công việc của các bạn sau này thì cái phần ứng biến, cái phần xử lý thì nó cũng không tránh khỏi đâu, cái đó là có một cái, nó cũng là một cái kỹ năng cần thiết đối với artist. Tại vì những cái phần mới mẻ nó, những cái thử thách nó sẽ xuất hiện nhiều đấy. Và nếu mà chúng ta không có chủ động, không có sẵn sàng đối mặt với nó thì không được, không ổn. Rồi, ok, tạm thời như thế. Tiếp theo, bây giờ mới vô cái mục chính này. Anh chưa có tìm ra cái nào khác ngoài cái vết sẹo này để làm pattern cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vết sẹo luôn. Lấy cái vết sẹo ở bụng nhé, ở bụng. Rồi, ok, làm vết sẹo bụng đi. Các bạn sẽ, để anh lưu cái file này lại trước đã. Sell lại, cần chớn. Show hết vào đây luôn. Ctrl S, low file. Sau đó thì mình có thể mình sẽ triển khai cái brush này ở trên một cái mới cho đỡ nặng luôn nè. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần mới, một cái phần này. Đấy, sau đó thì anh sẽ insert nó một cái tấm len. Mục đích của chúng ta bây giờ là chúng ta đi tạo ra cái alpha đây. Được không? Đó, rồi cái phần kia mình ẩn đi. Rồi, để có thể stop được, thử xem có stop nó có được không nha. Stop được không? Rồi, ok, stop được là tốt rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó bị thiếu lưới em à. Thiếu lưới thì bọn mình cũng cần Ctrl D, mình tăng cái stop device của nó lên. Được không? Đó, stop thử không? Đấy, cần Ctrl D tăng lên nữa đi. Cần Ctrl D tăng một lần nữa. Cỡ này đi. À, có thể lắm, anh sẽ cần cho lên tăng một lần nữa vậy. Stop thử ra. À, cũng tạm được, phải không? Thế thì để có thể tạo ra cái vết sẹo này, nó có nhiều cách nhưng mà thường anh sẽ sử dụng mask á. Mask rồi, anh sẽ vẽ cái vết sẹo ra. À, zig zag và các thứ. À, có thể nó sẽ là như thế này. Đó, có thể nó sẽ là như thế. À, rồi, sau đó anh đảo nó lại các bạn, đảo lại cái này. Cái vết sẹo này là sẹo lõm chứ không phải sẹo lồi. Dưới Ctrl chúng ta click ra ngoài đảo nó lại. Đấy, sau đó thì mình sẽ sử dụng cái move này, mình kéo nó xuống. Đấy, cái phần ở giữa này nó sẽ là cái phần sâu nhất. Sâu nhất. Đấy, được không? Rồi, không tệ. Rồi có thể cho nó gom gom, gọn gọn vô một tí. Hoặc là cái chỗ nọ chỗ kia nó khác nhau một xí. Đấy, cứ không được. À, rồi chưa, đó. Cái khu vực này có thể sẽ sâu hơn một chút. Đó. Rồi, khi mà các bạn làm những cái sẹo như thế này thì cũng nên cân nhắc cái phong cách của chúng ta đang làm là gì. Nếu mà nó là stylized thì thường nó nên hạn chế những cái noise không? Rồi, dưới control chúng ta quét ra ngoài. Nhưng mà cái này mình đang làm sẹo này thì
thì cũng được, anh nghĩ cũng được, mình bổ sung thêm một chút xíu những cái thông tin ở trên đó. Stop nó, hoặc là anh sẽ sử dụng cái thằng flat chuẩn. Ở trong nó có thể là nó sẽ có những cái phần lồi 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 lên như thế này. Đấy. Thì thường là ở trong một cái dự án mà khi mà cần tạo ra những cái mình gọi là những cái thư viện kiểu như vậy thì thường sẽ có một bạn phụ trách, một bạn phụ trách. Các bạn đấy tất nhiên là bạn sẽ có cái sở trường về cái phần này, thấy không? Bạn sẽ phụ trách. Thì sau khi mà được ok, được xếp rồi duyệt cái menu đó rồi, ổn rồi thì bạn ấy sẽ share ra cho những cái bạn admin khác ở trong team. Đó. Một là các bạn đã phụ trách, hai á có thể là các bạn biết là ở trong dự án mình, để công ty mình có thể nhận được cái dự án đó, thấy không? Thì thường là chúng ta sẽ phải test, phải có một cái người đi đầu để mà test, thấy không? Để đảm bảo được cái đáp ứng được cái yêu cầu về mặt tiến độ, tốc độ cũng như là chất lượng quy trình của cái dự án đó chứ, thấy không? Thì ở bên phía khách hàng họ mới đưa hàng về công ty, đúng không? Chứ không phải là đùng một cái là thải hàng về công ty đâu, không có đâu. Thì cái người đi đầu đó thì họ hoàn toàn có khả năng là cái người đi đầu đó trong cái quá trình của họ test, họ cũng sẽ hệ thống xử lý hay là tạo ra những cái thư viện kiểu như thế này, thấy không? Cũng có thể là rồi, ok không? À, ok không? À, em có thể làm cho nó ở phía bên ngoài này nó zig zag một chút xíu. Có chỗ nó cứng thì cũng có chỗ nó buông bớt ra. Buông bớt ra. Sẹo thì ở cái phần viền này nhiều khi nó cũng sẽ hơi lồi lồi lên một tí. Em có thể sử dụng cái phần standard này này. Standard này hiện tại thì nó đang là cái brush này, thì em reset nó lại ha. Reset nó lại. À, em nhớ thì em có thể chọn lại cái thằng này là dot hoặc là freehand, và cái alpha này mình trả về cái alpha nó off thì mặc định nó sẽ hiểu là dạng tròn tròn như thế này được. Viền viền của cái sẹo đó thì nó sẽ hơi lồi lồi sưng sưng lên như vậy em ạ. Bên trong sau khi ok thì mình sẽ dậm vá bớt đi. Chứ còn để sần sùi nó quá thì nó lại giống như là cái vết sứt mẻ của đất đá. Rồi, được không? À, không tệ. Không tệ. Rồi, okay. Các bạn nhớ là em sẽ phải dành thêm thời gian đó là cố gắng làm vị trí ha. Rồi, chốt đơn. Thế thì sau khi mà anh Cường có cái alpha như thế này em view nó to như thế này. Chúng ta sẽ tạo ra cái alpha. Tạo ra cái alpha, em dùng cho nó to to lên. Đấy, sau đó mở cái này vào cái này. Rồi, ở trong cái brush này, bạn nào chưa có thì em sẽ load ra đây. Click, sổ cái menu ra, sổ cái menu của cái brush này ra. Nắm từ trái, kéo cái icon bên góc trái, kéo bên trái. Đấy, rồi em có thể chọn vào cái brush mà mình là standard, sau đó thì em bấm vào clone ở đây là nhân bản là tạo ra một cái brush khác. Đấy, em bấm ra để cho nó không ảnh hưởng tới cái brush mà định là cái standard đó, đúng không? Và bây giờ nó sẽ là gì? Bây giờ nó sẽ là standard 1. Các bạn có thể để ý chữ tên của nó này, nó sẽ là standard 1, là cái mà chúng ta mới đi thay ra với clone hả? Rồi, ok không? Sau đó anh Cường sẽ vô cái mục alpha và anh bấm vào wrap đó. Thì nó sẽ tính toán ở cái khu vực này và nó có cho mình cái alpha này này, nó này, thấy không? Nguyên tắc của nó là gì? Cái con này đang lọt xuống này, nó là cái mà nó mới tính toán từ giống này ra này. Đấy, ok không? Rồi, ok. Tiếp theo, thực ra bây giờ em đã xài được rồi đó, nhưng vấn đề ở chỗ là em xem này, là do cái option mà mình đang lựa chọn ở đây là freehand, thì em hay trong trường hợp mình chọn rác, cái em kiếm em xài. Đó, đó đó.
Thấy không? Tức là nó có thể là nó sẽ không tuyệt đối giống như ông kia, nhưng mà cái kết quả này là không không tệ. Em cũng có thể tinh chỉnh cái form của ship của nó hoặc là cái intensity của nó, nhưng em muốn nó mạnh hơn. Ui, cái thằng này nó có cái phiền do cái form của ship này trong cái sức ở đây đó. Thì nó mạnh hơn và nó khử bớt cho mình cái phiền ở phía bên ngoài, mặc dù nó hơi phiền phiền phòng phòng, anh nghĩ nó không phải là vấn đề lớn. Được rồi, ok chưa? Rồi, cái vấn đề tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải xử lý cái icon này. Đấy, cái icon này làm sao đây để có thể cho trả về cái icon giống như là của người ta đây. Thì các bạn sẽ lấy cho anh một cái insert cho anh một cái cuối cùng này nó. Cuối cùng này nè. Rồi, thì mình đi nha. Cái cuối cùng này mình sẽ bấm vào chủ đề, mình tăng lớn lên. Đấy, cái mình kéo cái burst này nè. Kéo cái burst ra, tăng chủ đề một lần nữa. Đó, như vậy chẳng hạn. Ok chưa? Rồi sau đó em chụp lại. Em render nó, em vô reference. Vô render. Đấy, em chọn cái mục là render path đây. Rồi em bấm vô cái icon này. Một em bấm cái đó. Hai á. Thực ra là thường nó sẽ có cái biểu tượng ở đó ở trên này. Là do nó bị trôi ở trên này, em giữ control này. Em đưa con chọn chuột xích ra đây, cho nó hiển thị cái mũi tên này, em giữ control. Em nắm cái kéo xuống, thì đây này. Đó, media này, bấm kia đi. Là nó render cho chúng ta cái tấm hình này. Đấy, rồi sau đó là sao? Em vô cái mục render path này, em chọn luôn cái tấm hình này, em click được. Đấy, em có thể lưu vào đâu đó, thường thì anh sẽ lưu vào đây này. Vô hộ C, vô program file. Sau đó thì vô cái phiên bản ZBrush mà mình đang sử dụng, mà xong ZBrush. Đấy, cái tập 1 cái lực vô. Sau đó anh sử dụng cái mục Alpha. Sorry em, là anh sử dụng cái mục là đây, Z Startup. Rồi vô cái mục Brush Reset, anh sẽ lưu vào đây luôn. Các bạn thấy trước đó thì anh cũng có lưu này. Anh có làm Brush cho lông lá, Starline này, hay là Sea Monster này. Còn lần này thì anh đang muốn làm cái vết sẹo. Vết sẹo gì nhỉ? Vết sẹo là Scar không ta? Anh nhớ scan rồi em chọn thôi, để một scan thôi rồi sale đó lại, hoặc là scan này dành cho monster luôn đi. Monster rồi cái alpha tiếp hồ cái brush mà mình lưu thì mình cũng đặt tên này luôn, anh có thể copy nó luôn rồi sale lại. Ok đó, rồi mở cái này lại nhé. Nó chưa thay đổi gì phải không? Bây giờ các em bấm vào select icon thì tự động nó đổi ra cho các bạn, thấy không? Đó, nó hơi nhỏ một xíu, em cũng có thể dùng cái này bực lên và bạn render kiểu như này, dùng bực lên rồi mới render, tùy thôi. Rồi chưa? Thế bây giờ mình đã có được một cái brush, nhưng mà cái tên thì nó chưa có phải không? Bây giờ em lưu nó lại đi, em sale s lưu lại, lưu vào đúng cái thư mục vừa rồi luôn. Đấy, rồi đặt tên đó, anh sẽ đặt tên là scar_monster. Rồi, lưu là ở đây là lưu cái brush chứ không phải là lưu cái alpha đâu nhé, cái hình đâu nhé. Lưu cái brush luôn đó. Có nghĩa là nếu như em sau khi em tạo ra rồi mà em thấy nó ok quá, em muốn đưa cho đồng nghiệp, đưa cho bạn bè em sử dụng, thì em có thể copy cái brush này có cái tên là Scar Monster, em đưa cho bạn mình xài vẫn được. Xem là thế là xong. Và từ đó trở về sau thì khi mà em mở cái phần mềm ZBrush 2023 này lên thì nó mặc định nó sẽ có một cái brush tên là Scar Monster. Đó, nè, đây giờ em kéo lại xoay như bình thường thôi. Thường thôi, nó hơi phình phình lên một chút xíu mà cũng không phải là vấn đề. Đấy, mình có thể tạo ra căn chỉnh cả cái intensity của nó nữa. Rồi ok ha. Và sau đó chúng ta có thể quay trở lại với cái con monster của mình. Đây. Giả sử như anh Cường muốn làm một cái vết sẹo chỗ bụng như ban nãy ha. Anh vô cái bụng này. Tắt cái đôi xứng đi, sẹo thì không nên làm đôi xứng. Ok, chúng ta kéo nó ra. Kéo ra, intensity lúc này nên tăng nó lên trên con một chút. Cứ từ từ thôi. Đấy, ví dụ như thế này. Được không? Nhấn nó thêm lần nữa chẳng hạn, kéo nó ở giữa này. Đấy, thì cũng được. Thấy không? Hồi nãy thì nó sẽ có hai cái dấu vết là anh sẽ xoay nó. Để em có hai cái vết ở đó. Có thể phối kết hợp nó lại. Dạ, ok. Vậy cũng được luôn. Đó, phải lại có cái vết sẹo rồi. Chốt đơn ha. Thì các em có thể tinh chỉnh đôi chút rồi. Cái vết sẹo này
nếu mà bây giờ mình tinh chỉnh đôi chút thì mình cũng có thể sử dụng nó cho những cái phần vũ khí, anh nghĩ là vẫn được. Đấy, ok, thì đó là cái nội dung mà anh muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Chủ yếu là chúng ta học cái cách làm sao chúng ta có thể tạo ra brush, hoặc là chúng ta học cái cách chúng ta phân tích những cái thông tin mà nó có ở trên cái reference, cái hình ảnh tham khảo, và từ đó chúng ta sẽ quyết định là cái thông tin đó, cái pattern đó cần phải thể hiện như thế nào, khai thác cái tài nguyên có sẵn của ZBrush hay là phải tạo ra một cái gì đó mới. Nói chung là cái cách mà chúng ta tư duy phân tích thì nó cũng rất là quan trọng. Đấy. Rồi, ok, vậy thôi. Đó, cái phần còn lại thì anh Cường sẽ, của cái clip này này, thì anh sẽ áp dụng những cái kỹ thuật mà anh vừa chia sẻ cho các bạn để mà đưa nó vào cái đoạn timelapse, thấy không? Phủ lên đây một cái lớp pattern đặc biệt liên quan tới cái phần đồ đạc trang phục. Đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Cố gắng lên nha, chú tập.